Ba em nam đâu, ba em nam gì đọc tên đâu. Hàng nhất đứng ở giữa, hàng nhì đứng bên tay phải bạn hàng nhất. Khẽ đứng giữa, cái là luôn, đứng giữa. Khẽ ra nữa. Đó. Xin mời phụ huynh em Lê Viết Sự lên trao huy chương cho ba một bạn nam. Hạng nhất. Hạng nhất em Nguyễn Trần Trung Nghĩa. Hạng nhì em Hoàng Quang Minh. Và hạng ba em Lý Minh Trí, Lê Minh Trí. Xin cảm ơn phụ huynh và xin chúc mừng các bác em.